mỗi viên kim cương nó chỉ có một mã số cạnh duy nhất thôi. Thì để tìm ra được một cái mã số cạnh và nó mang cái yếu tố phong thủy, nó mang cái yếu tố là may mắn, nó mang yếu tố là có những mang lại cho chủ nhân những cái điều thịnh vượng, thì thật sự rất là hiếm, rất là khó để có thể tìm được một cái viên kim cương có một mã số cạnh đẹp như vậy. Để nói gì hơn là được làm một phần gồm một phần nhỏ cho các em trẻ vô cáo. Không những mong muốn sản xuất ra những bộ trang sức thật đẹp mà còn muốn tôn vinh văn hóa Việt Nam, nên đã chọn hình tượng hoa sen là quốc hoa của Việt Nam với một ý nghĩa là muốn tôn vinh văn hóa Việt Nam cũng như là tôn vinh người phụ nữ Việt Nam với hình tượng hoa sen thật là thuần khiết, thanh cao và luôn luôn vươn lên. Bộ sưu tập hôm nay đấu giá với một mục đích là tất cả cái lợi nhuận từ buổi đấu giá thì sẽ được quyên góp cho quỹ thiện nguyện Từ Tô để thực hiện chương trình Tết ấm vùng cao, mang một cái Tết ấm no đến đồng bào vùng núi của chúng ta trong đợt xuân Tết đến xuân về này.